Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định đối với một cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn. Vào chiều ngày 24 tháng 10, đội cảnh sát kinh tế môi trường Công an quận Thanh Khê kiểm tra cơ sở thẩm mỹ ID Korea tại đường Hùng Vương, quận Thanh Khê. Ông T, 28 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, làm chủ. Cơ sở thẩm mỹ trên hoạt động theo giấy phép kinh doanh do Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cấp, với ngành nghề kinh doanh là dịch vụ phun thêu xăm thẩm mỹ. Cơ sở này không trang bị thùng rác chuyên dụng để thu gom, lưu giữ rác thải y tế, rác thải nguy hại, rác thải y tế để chung với rác thải thông thường. Cô H, 24 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa, đang thực hiện dịch vụ nâng ngực cho một khách hàng, trong khi không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Cô H cho biết chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 và khách hàng được nhân viên marketing của cơ sở giới thiệu đây là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất Đà Nẵng. Trước khi thực hiện thủ thuật, H đã khám sức khỏe, lấy máu của khách hàng với mục đích xét nghiệm. Tuy nhiên, thực tế việc lấy máu chỉ là thủ đoạn để tăng lòng tin về tính chuyên nghiệp của cơ sở. Số máu này không được bảo quản để rơi vãi ra xung quanh. Công an còn phát hiện cơ sở này hoạt động kinh doanh dịch vụ spa, thẩm mỹ, thực hiện các thủ thuật như nâng ngực, nâng mũi, dùng máy can thiệp, tiêm filler, botox vào cơ thể của khách theo yêu cầu, nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở y tế theo quy định. Sử dụng thuốc để tiêm và thực hiện dịch vụ can thiệp nâng ngực cho một khách hàng, trong khi không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ.